thì căn cứ phụ lục 1 ban hành kèm theo nghị định số 77 năm 2024 của chính phủ thì mức trợ cấp ưu đãi hàng tháng đối với người có công với cách mạng và thân nhân của người có công với cách mạng từ ngày 1 tháng 7 năm 2024 cụ thể như sau. Thứ nhất, đối với người hoạt động cách mạng trước ngày 1 tháng 1 năm 1995 và thân nhân. Theo đó, người hoạt động cách mạng trước ngày 1 tháng 1 năm 1945 diện thoát ly sẽ được trợ cấp hàng tháng với mức là 3.117.000 đồng một tháng. Bên cạnh đó còn được phụ cấp với mức là 529.000 đồng một tháng cho mỗi thâm niên chiến đấu. Còn đối với trường hợp người hoạt động cách mạng trước ngày 1 tháng 1 năm 1945 diện không tốt ly, thì sẽ được trợ cấp hàng tháng với mức là 5.291.000 đồng một tháng. Về mức trợ cấp đối với thân nhân của người hoạt động cách mạng trước ngày 1 tháng 1 năm 1945 từ trần, cụ thể như sau vợ hoặc chồng, con chưa đủ 18 tuổi hoặc từ đủ 18 tuổi trở lên nếu còn tiếp tục đi học hoặc bị khuyết tật nặng, khuyết tật đặc biệt nặng sẽ được hưởng trợ cấp hàng tháng với mức là 2 triệu 789 ngàn đồng. Trường hợp vợ hoặc chồng sống cô đơn, con bồ côi cả cha mẹ chưa đủ 18 tuổi hoặc từ đủ 18 tuổi trở lên nếu còn tiếp tục đi học hoặc bị khuyết tật nặng, khuyết tật đặc biệt nặng thì được hưởng thêm trợ cấp tốt nuôi dưỡng hàng tháng với mức là 2.231.000 đồng. Thứ hai là về mức trợ cấp đối với người hoạt động cách mạng từ ngày 1 tháng 1 năm 1945 đến ngày khởi nghĩa tháng 8 năm 1945 và thân nhân. Theo đó người hoạt động cách mạng từ ngày 1 tháng 1 năm 1945 đến ngày khởi nghĩa tháng 8 năm 1945 sẽ được trợ cấp với mức là 2.884.000 đồng một tháng. Còn bước trợ cấp đối với thân nhân của người hoạt động cách mạng từ ngày 1 tháng 1 năm 1945 đến ngày khởi nghĩa tháng 8 năm 1945 từ trần cụ thể như sau. Theo đó vợ hoặc chồng, con chưa đủ 18 tuổi hoặc từ đủ 18 tuổi trở lên nếu còn tiếp tục đi học hoặc bị khuyết tật nặng, khuyết tật đặc biệt nặng sẽ được hưởng trợ cấp tốt hàng tháng với mức là 1 triệu 565 000 đồng một tháng. Trường hợp vợ hoặc chồng sống cô đơn, con mồ cô cả cha mẹ chưa đủ 18 tuổi hoặc từ đủ 18 tuổi trở lên nếu còn tiếp tục đi học hoặc bị khuyết tật nạn, khuyết tật đặc biệt nạn thì được hưởng thêm trợ cấp tốt nuôi dưỡng hàng tháng với mức là 2 triệu 231 ngàn đồng. Thứ ba là về mức trợ cấp đối với thân nhân liệt sĩ, cụ thể như sau. Thân nhân của một liệt sĩ sẽ được trợ cấp với mức là 2 triệu 789 ngàn đồng một tháng. Nếu là thân nhân của hai liệt sĩ thì được trợ cấp với mức là 5 triệu 578 ngàn đồng một tháng còn trường hợp là thân nhân của ba liệt sĩ trở lên thì sẽ được trợ cấp với mức là 8 triệu 367 000 đồng một tháng. Trường hợp cha đẻ, mẹ đẻ, người có công nuôi dưỡng liệt sĩ, vợ hoặc chồng, liệt sĩ sống cô đơn, con liệt sĩ chưa đủ 18 tuổi, hoặc từ đủ 18 tuổi trở lên nếu còn tiếp tục đi học, hoặc bị khí tật nạn, khí tật đặc biệt nạn, mồ côi cả cha mẹ, thì được hưởng thêm trợ cấp túc nuôi dưỡng hàng tháng với mức là 2 triệu 231 000 đồng. Trường hợp vợ hoặc chồng của liệt sĩ lấy chồng hoặc vợ khác mà nuôi con liệt sĩ đến tuổi trưởng thành hoặc chăm sóc cha đẻ, mẹ đẻ của liệt sĩ khi còn sống hoặc vì hoạt động cách mạng mà không có điều kiện chăm sóc cha đẻ, mẹ đẻ khi còn sống thì được trợ cấp với mức là 2 triệu 789 ngàn đồng một tháng. Tiếp theo là về mức trợ cấp đối với bà mẹ Việt Nam Anh Hùng theo đó, bà mẹ Việt Nam Anh Hùng sẽ được trợ cấp hàng tháng với mức là 8 triệu 367 ngàn đồng một tháng. Ngoài ra, bà mẹ Việt Nam Anh Hùng còn được phụ cấp hàng tháng với mức là 2 triệu 337 ngàn đồng một tháng. Về phía người phục vụ bà mẹ Việt Nam Anh Hùng sống ở gia đình sẽ được trợ cấp hàng tháng với mức là 2 triệu 789 ngàn đồng. Thứ năm, anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, anh hùng lao động trong thời kỳ kháng chiến sẽ được trợ cấp với mức là 2 triệu 337 000 đồng một tháng. Thứ sáu là về mức trợ cấp đối với thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B và thân nhân. Căn cứ phụ lục 2 ban hành kèm theo nghị định số 77 năm 2024 của chính phủ thì mức trợ cấp ưu đãi hàng tháng đối với thương binh, người hưởng chính sách như thương binh từ ngày 1 tháng 7 năm 2024 cụ thể như sau. Trường hợp thương binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể là 21%, thì sẽ được trợ cấp với mức là 1.878.000 đồng một tháng. Thương binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể là 22%, thì sẽ có mức trợ cấp là 1.969.000 đồng một tháng. Thương binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể là 23%, sẽ có mức trợ cấp là 2.053.000 đồng một tháng. Thương binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể là 24%, sẽ có mức trợ cấp là 2.144.000 đồng một tháng. Thương binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể là 25% sẽ có mức trợ cấp là 2.236.000 đồng một tháng. Thương binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể là 26% sẽ có mức trợ cấp là 2.323.000 đồng một tháng. Thương binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể là 27% sẽ có mức trợ cấp là 2.411.000 đồng một tháng thương binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể là 28% thì sẽ có mức trợ cấp là 2 triệu 505 ngàn đồng một tháng. Thương binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể là 29% thì sẽ có mức trợ cấp là 2 triệu 589 000 đồng một tháng. Thương binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể là 30% thì sẽ có mức trợ cấp là 2 triệu 683 000 đồng một tháng. Thương binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể là 31% thì sẽ có mức trợ cấp là 2 triệu 770 000 đồng một tháng thương binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể là 32% thì sẽ có mức trợ cấp là 2 triệu 862 000 đồng một tháng. Thương binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể là 33% thì sẽ có mức trợ cấp là 2 triệu 950 000 đồng một tháng. Thương binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể là 34% thì sẽ có mức trợ cấp là 3 triệu 040 000 đồng một tháng. Thương binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể là 35% thì sẽ có mức trợ cấp là 3 triệu 132 000 đồng một tháng thương binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể là 36% thì sẽ có mức trợ cấp là 3 triệu 217 000 đồng một tháng. Thương binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể là 37% thì sẽ có mức trợ cấp là 3 triệu 004 000 đồng một tháng. Thương binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể là 38% thì sẽ có mức trợ cấp là 3 triệu 399 000 đồng một tháng. Thương binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể là 39%, thì sẽ có mức trợ cấp là 3 triệu 489 000 đồng một tháng. Thương binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể là 40% thì sẽ có mức trợ cấp là 3.576.000 đồng một tháng. Thương binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể là 41% thì sẽ có mức trợ cấp là 3.667.000 đồng một tháng. Thương binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể là 42% thì sẽ có mức trợ cấp là 3.753.000 đồng một tháng. Thương binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể 43% thì sẽ có mức trợ cấp là 3 triệu 839.000 đồng một tháng. thương binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể là 44%, thì sẽ có mức trợ cấp là 3 triệu 934.000 đồng một tháng. thương binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể là 45%, thì sẽ có mức trợ cấp là 4 triệu 024.000 đồng một tháng. thương binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể là 46%, thì sẽ có mức trợ cấp là 4 triệu 113.000 đồng một tháng thương binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể là 47% thì sẽ có mức trợ cấp là 4 triệu 200.000 đồng một tháng thương binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể là 48% thì sẽ có mức trợ cấp là 4 triệu 289.000 đồng một tháng thương binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể là 49% thì sẽ có mức trợ cấp là 4 triệu 382.000 đồng một tháng thương binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể là 50% thì sẽ có mức trợ cấp là 4 triệu 469.000 đồng một tháng Thương binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể là 51% thì sẽ có mức trợ cấp là 4.561.000 đồng một tháng. Thương binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể là 52% thì sẽ có mức trợ cấp là 4.650.000 đồng một tháng. Thương binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể là 53% thì sẽ có mức trợ cấp là 4.736.000 đồng một tháng. Thương binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể là 54% thì sẽ có mức trợ cấp là 4.827.000 đồng một tháng thương binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể là 55% thì sẽ có mức trợ cấp là 4 triệu 918 000 đồng một tháng. Thương binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể là 56% thì sẽ có mức trợ cấp là 5 triệu .00. 009 000 đồng một tháng. Thương binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể là 57% thì sẽ có mức trợ cấp là 5 triệu 093 000 đồng một tháng. Thương binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể là 58% thì sẽ có mức trợ cấp là 5 triệu 185 000 đồng một tháng. Thương binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể là 59% thì sẽ có mức trợ cấp là 5.277.000 đồng một tháng. Thương binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể 60% thì sẽ có mức trợ cấp là 5.364.000 đồng một tháng. Thương binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể là 61% thì sẽ có mức trợ cấp là 5.450.000 đồng một tháng. Thương binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể là 62% thì sẽ có mức trợ cấp là 5.545.000 đồng một tháng. Thương binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể là 63% thì sẽ có mức trợ cấp là 5.629.000 đồng một tháng. Thương binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể là 64% thì sẽ có mức trợ cấp là 5.721.000 đồng một tháng. Thương binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể là 65% thì sẽ có mức trợ cấp là 5.809.000 đồng một tháng. Thương binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể là 66% thì sẽ được trợ cấp với mức là 5.902.000 đồng một tháng. Thương binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể là 67% thì sẽ có mức trợ cấp là 5.990.000 đồng một tháng. Thương binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể là 68% thì sẽ có mức trợ cấp là 6.081.000 đồng một tháng. Thương binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể là 69% thì sẽ có mức trợ cấp là 6.170.000 đồng một tháng. Thương binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể là 70% thì sẽ có mức trợ cấp là 6.257.000 đồng một tháng thương binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể là 71% thì sẽ có mức trợ cấp là 6 triệu 343 000 đồng một tháng. Thương binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể là 72% thì sẽ có mức trợ cấp là 6 triệu 436 000 đồng một tháng. Thương binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể là 73% thì sẽ có mức trợ cấp là 6 triệu 530 000 đồng một tháng. Thương binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể là 74% thì sẽ có mức trợ cấp là 6 triệu 617 000 đồng một tháng thương binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể là 75% thì sẽ có mức trợ cấp là 6 triệu 708 000 đồng một tháng. Thương binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể là 76% thì sẽ có mức trợ cấp là 6 triệu 794 000 đồng một tháng. Thương binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể là 77% thì sẽ có mức trợ cấp là 6 triệu 884 000 đồng một tháng. Thương binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể là 78% thì sẽ có mức trợ cấp là 6 triệu 970 000 đồng một tháng. Thương binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể là 79%, thì sẽ có mức trợ cấp là 7.060.000 đồng một tháng. Thương binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể là 80%, thì sẽ có mức trợ cấp là 7.150.000 đồng một tháng. Thương binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể là 81%, thì sẽ có mức trợ cấp là 7.240.000 đồng một tháng. Thương binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể là 82%, thì sẽ có mức trợ cấp là 7.332.000 đồng một tháng thương binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể là 83% thì sẽ có mức trợ cấp là 7 triệu 421 000 đồng một tháng. Thương binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể là 84% thì sẽ có mức trợ cấp là 7 triệu 507 000 đồng một tháng. Thương binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể là 85% thì sẽ có mức trợ cấp là 7 triệu 601 000 đồng một tháng. Thương binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể là 86% thì sẽ có mức trợ cấp là 7 triệu 686 000 đồng một tháng thương binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể là 87% thì sẽ có mức trợ cấp là 7 triệu 773 000 đồng một tháng. Thương binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể là 88% thì sẽ có mức trợ cấp là 7 triệu 865 000 đồng một tháng. Thương binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể là 89% thì sẽ có mức trợ cấp là 7 triệu 959 000 đồng một tháng. Thương binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể là 90%, thì sẽ có mức trợ cấp là 8 triệu 050 000 đồng một tháng thương binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể là 91% thì sẽ có mức trợ cấp là 8 triệu 134 000 đồng một tháng. Thương, thương binh <evne> có tỷ lệ tổn thương cơ thể là 92% thì sẽ có mức trợ cấp là 8 triệu 222 000 đồng một tháng. Thương binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể là 93% thì sẽ có mức trợ cấp là 8 triệu 314 000 đồng một tháng. Thương binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể là 94% thì sẽ có mức trợ cấp là 8 triệu 398 000 đồng một tháng thương binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể là 95% thì sẽ có mức trợ cấp là 8 triệu 495 000 đồng một tháng. Thương binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể là 96% thì sẽ có mức trợ cấp là 8 triệu 582 000 đồng một tháng. Thương binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể là 97% thì sẽ có mức trợ cấp là 8 triệu 669 000 đồng một tháng. Thương binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể là 98% thì sẽ có mức trợ cấp là 8.761.000 đồng một tháng. Thương binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể là 99% thì sẽ có mức trợ cấp là 8.850.000 đồng một tháng. Thương binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể là 100% thì sẽ có mức trợ cấp là 8.941.000 đồng một tháng. Căn cứ Phụ lục 3 ban hành kèm theo Nghị định số 77 năm 2024 của Chính phủ quy định mức trợ cấp ưu đại hàng tháng đối với thương binh loại B từ ngày 1 tháng 7 năm 2024 cụ thể như sau. Thương binh loại B có tỷ lệ tổn thương cơ thể 21% sẽ được trợ cấp với mức là 1.552.000 đồng một tháng. Thương binh loại B có tỷ lệ tổn thương cơ thể là 22% sẽ có mức trợ cấp là 1.626.000 đồng một tháng. Thương binh loại B có tỷ lệ tổn thương cơ thể là 23% sẽ có mức trợ cấp là 1.695.000 đồng một tháng thương binh loại B có tỷ lệ tổn thương cơ thể là 24%, sẽ có mức trợ cấp là 1 triệu 772 000 đồng một tháng. Thương binh loại B có tỷ lệ tổn thương cơ thể là 25%, sẽ có mức trợ cấp là 1 triệu 848 000 đồng một tháng. Thương binh loại B có tỷ lệ tổn thương cơ thể là 26%, thì sẽ có mức trợ cấp là 1 triệu 917 000 đồng một tháng. Thương binh loại B có tỷ lệ tổn thương cơ thể là 27%, thì sẽ có mức trợ cấp là 1.991.000 đồng một tháng. Thương binh loại B có tỷ lệ tổn thương cơ thể là 28% thì sẽ có mức trợ cấp là 2.060.000 đồng một tháng. Thương binh loại B có tỷ lệ tổn thương cơ thể là 29% thì sẽ có mức trợ cấp là 2.137.000 đồng một tháng. Thương binh loại B có tỷ lệ tổn thương cơ thể là 30% thì sẽ có mức trợ cấp là 2.211.000 đồng một tháng thương binh loại B có tỷ lệ tổn thương cơ thể là 31%, thì sẽ có mức trợ cấp là 2 triệu 280 nghìn đồng một tháng. Thương binh loại B có tỷ lệ tổn thương cơ thể là 32%, thì sẽ có mức trợ cấp là 2 triệu 356 nghìn đồng một tháng. Thương binh loại B có tỷ lệ tổn thương cơ thể là 33%, thì sẽ có mức trợ cấp là 2 triệu 430 nghìn đồng một tháng. Thương binh loại B có tỷ lệ tổn thương cơ thể là 34%, thì sẽ có mức trợ cấp là 2 505 000 đồng một tháng. Thương binh loại B có tỷ lệ tổn thương cơ thể là 35% thì sẽ có mức trợ cấp là 2.577.000 đồng một tháng. Thương binh loại B có tỷ lệ tổn thương cơ thể là 36% thì sẽ có mức trợ cấp là 2.646.000 đồng một tháng. Thương binh loại B có tỷ lệ tổn thương cơ thể là 37%, thì sẽ có mức trợ cấp là 2 triệu 719 000 đồng một tháng. Thương binh loại B có tỷ lệ tổn thương cơ thể là 38%, thì sẽ có mức trợ cấp là 2 triệu 795 000 đồng một tháng. Thương binh loại B có tỷ lệ tổn thương cơ thể là 39%, thì sẽ có mức trợ cấp là 2 triệu 869 000 đồng một tháng. Thương binh loại B có tỷ lệ tổn thương cơ thể là 40% thì sẽ có mức trợ cấp là 2 triệu 939 000 đồng một tháng. Thương binh loại B có tỷ lệ tổn thương cơ thể là 41%, thì sẽ có mức trợ cấp là 3 triệu 015 000 đồng một tháng. Thương binh loại B có tỷ lệ tổn thương cơ thể là 42% thì sẽ có mức trợ cấp là 3 triệu 089 000 đồng một tháng. Thương binh loại B có tỷ lệ tổn thương cơ thể là 43%, thì sẽ có mức trợ cấp là 3 triệu 163 000 đồng một tháng. Thương binh loại B có tỷ lệ tổn thương cơ thể là 44%, thì sẽ có mức trợ cấp là 3 triệu 234 000 đồng một tháng. Thương binh loại B có tỷ lệ tổn thương cơ thể là 45%, thì sẽ có mức trợ cấp là 3 triệu 304 000 đồng một tháng. Thương binh loại B có tỷ lệ tổn thương cơ thể là 46%, thì sẽ có mức trợ cấp là 3 triệu 379 000 đồng một tháng. thương binh loại B có tỷ lệ tổn thương cơ thể là 47% thì sẽ có mức trợ cấp là 3 triệu 444 000 đồng một tháng. Thương binh loại B có tỷ lệ tổn thương cơ thể là 48% thì sẽ có mức trợ cấp là 3 triệu 520 000 đồng một tháng. Thương binh loại B có tỷ lệ tổn thương cơ thể là 49% thì sẽ có mức trợ cấp là 3 triệu 592 000 đồng một tháng. Thương binh loại B có tỷ lệ tổn thương cơ thể là 50% thì sẽ có mức trợ cấp là 3.667.000 đồng một tháng. Thương binh loại B có tỷ lệ tổn thương cơ thể là 51% thì sẽ có mức trợ cấp là 3.741.000 đồng một tháng. Thương binh loại B có tỷ lệ tổn thương cơ thể là 52% thì sẽ có mức trợ cấp là 3.809.000 đồng một tháng. Thương binh loại B có tỷ lệ tổn thương cơ thể là 53% thì sẽ có mức trợ cấp là 3.886.000 đồng một tháng. Thương binh loại B có tỷ lệ tổn thương cơ thể là 54% thì sẽ có mức trợ cấp là 3.960.000 triệu đồng một tháng. Thương binh loại B có tỷ lệ tổn thương cơ thể là 55% thì sẽ có mức trợ cấp là 4.102.000 triệu đồng một tháng. Thương binh loại B có tỷ lệ tổn thương cơ thể là 56% thì sẽ có mức trợ cấp là 4.174.000 triệu đồng một tháng. Thương binh loại B có tỷ lệ tổn thương cơ thể là 57% thì sẽ có mức trợ cấp là 4 triệu 253 000 đồng một tháng. Thương binh loại B có tỷ lệ tổn thương cơ thể là 58% thì sẽ có mức trợ cấp là 4 triệu 326 000 đồng một tháng. Thương binh loại B có tỷ lệ tổn thương cơ thể là 59% thì sẽ có mức trợ cấp là 4 triệu 395 000 đồng một tháng. Thương binh loại B có tỷ lệ tổn thương cơ thể là 60% thì sẽ có mức trợ cấp là 4 triệu 469 000 đồng một tháng. Thương binh loại B có tỷ lệ tổn thương cơ thể là 61%, thì sẽ có mức trợ cấp là 4 triệu 543.000 đồng một tháng. Thương binh loại B có tỷ lệ tổn thương cơ thể là 62%, thì sẽ có mức trợ cấp là 4 triệu 615.000 đồng một tháng. Thương binh loại B có tỷ lệ tổn thương cơ thể là 63%, thì sẽ có mức trợ cấp là 4 triệu 691.000 đồng một tháng. Thương binh loại B có tỷ lệ tổn thương cơ thể là 64%, thì sẽ có mức trợ cấp là 4.760.000 đồng một tháng. Thương binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể là 65% thì sẽ có mức trợ cấp là 4.835.000 đồng một tháng. Thương binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể là 66% thì sẽ có mức trợ cấp là 4.911.000 đồng một tháng. Thương binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể là 67% thì sẽ có mức trợ cấp là 4 triệu 983.000 đồng một tháng thương binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể là 68% thì sẽ có mức trợ cấp là 5 triệu 000 đồng một tháng thương binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể là 69 phần trăm thì sẽ có mức trợ cấp là 5 triệu 124.000 đồng một tháng thương binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể là 70% phần trăm thì sẽ có mức trợ cấp là 5 triệu 200.000 đồng một tháng thương binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể là 71 phần trăm thì sẽ có mức trợ cấp là 5 triệu 277 000 đồng một tháng. Thương binh loại B có tỷ lệ tổn thương cơ thể là 72% thì sẽ có mức trợ cấp là 5 triệu 347 000 đồng một tháng. Thương binh loại B có tỷ lệ tổn thương cơ thể là 73% thì sẽ có mức trợ cấp là 5 triệu 421 000 đồng một tháng. Thương binh loại B có tỷ lệ tổn thương cơ thể là 74% thì sẽ có mức trợ cấp là 5 triệu 493 000 đồng một tháng thương binh loại B có tỷ lệ tổn thương cơ thể là 75% thì sẽ có mức trợ cấp là 5 triệu 570 000 đồng một tháng. Thương binh loại B có tỷ lệ tổn thương cơ thể là 76% thì sẽ có mức trợ cấp là 5 triệu 641 000 đồng một tháng. Thương binh loại B có tỷ lệ tổn thương cơ thể là 77% thì sẽ có mức trợ cấp là 5 triệu 712 000 đồng một tháng. Thương binh loại B có tỷ lệ tổn thương cơ thể là 78% thì sẽ có mức trợ cấp là 5 triệu 782.000 đồng một tháng. Thương binh loại B có tỷ lệ tổn thương cơ thể là 79% thì sẽ có mức trợ cấp là 5 triệu 860.000 đồng một tháng. Thương binh loại B có tỷ lệ tổn thương cơ thể là 80% thì sẽ có mức trợ cấp là 5 triệu 936.000 đồng một tháng. thương binh loại B có tỷ lệ tổn thương cơ thể là 81% thì sẽ có mức trợ cấp là 6 triệu 005 nghìn đồng một tháng. Thương binh loại B có tỷ lệ tổn thương cơ thể là 82% thì sẽ có mức trợ cấp là 6 triệu 081 nghìn đồng một tháng. Thương binh loại B có tỷ lệ tổn thương cơ thể là 83% thì sẽ có mức trợ cấp là 6 triệu 149 nghìn đồng một tháng. Thương binh loại B có tỷ lệ tổn thương cơ thể là 84% thì sẽ có mức trợ cấp là 6.225.000 đồng một tháng. Thương binh loại B có tỷ lệ tổn thương cơ thể là 85% thì sẽ có mức trợ cấp là 6.003.000 đồng một tháng. Thương binh loại B có tỷ lệ tổn thương cơ thể là 86% thì sẽ có mức trợ cấp là 6.371.000 đồng một tháng. Thương binh loại B có tỷ lệ tổn thương cơ thể là 87% thì sẽ có mức trợ cấp là 6.446.000 đồng một tháng. Thương binh loại B có tỷ lệ tổn thương cơ thể là 88%, thì sẽ có mức trợ cấp là 6 triệu 516 nghìn đồng một tháng. Thương binh loại B có tỷ lệ tổn thương cơ thể là 87%, thì sẽ có mức trợ cấp là 6 triệu 446 nghìn đồng một tháng. Thương binh loại B có tỷ lệ tổn thương cơ thể là 89%, thì sẽ có mức trợ cấp là 6 triệu 594 nghìn đồng một tháng. Thương binh loại B có tỷ lệ tổn thương cơ thể là 90% thì sẽ có mức trợ cấp là 6.663.000 đồng một tháng. Thương binh loại B có tỷ lệ tổn thương cơ thể 91% thì sẽ được trợ cấp với mức là 6.736.000 đồng một tháng. Thương binh loại B có tỷ lệ tổn thương cơ thể là 92% thì sẽ có mức trợ cấp là 6.811.000 đồng một tháng. Thương binh loại B có tỷ lệ tổn thương cơ thể là 93% thì sẽ có mức trợ cấp là 6.884.000 đồng một tháng thương binh loại B có tỷ lệ tổn thương cơ thể là 94%, thì sẽ có mức trợ cấp là 6 triệu 960 000 đồng một tháng. Thương binh loại B có tỷ lệ tổn thương cơ thể là 95%, thì sẽ có mức trợ cấp là 7 triệu 031 000 đồng một tháng. Thương binh loại B có tỷ lệ tổn thương cơ thể là 96%, thì sẽ có mức trợ cấp là 7 triệu 104 000 đồng một tháng. Thương binh loại B có tỷ lệ tổn thương cơ thể là 97%, thì sẽ có mức trợ cấp là 7 triệu 174 000 đồng một tháng. Thương binh loại B có tỷ lệ tổn thương cơ thể là 98% thì sẽ có mức trợ cấp là 7 triệu 246 000 đồng một tháng. Thương binh loại B có tỷ lệ tổn thương cơ thể 99% thì sẽ có mức trợ cấp là 7 triệu 322 000 đồng một tháng. Thương binh loại B có tỷ lệ tổn thương cơ thể là 100%, thì sẽ có mức trợ cấp là 7 triệu 397 000 đồng một tháng. Ngoài ra thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 81% trở lên, còn được phụ cấp hàng tháng với mức là 1 triệu 399 000 đồng một tháng. Trường hợp thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 81% trở lên, có vết thương đặc biệt nặng thì sẽ được phụ cấp với mức là 2 triệu 867 000 đồng một tháng. Người phục vụ thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 81% trở lên ở với gia đình sẽ được trợ cấp hàng tháng với mức là 2 triệu 789 ngàn đồng. Còn người phục vụ thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 81% trở lên có vết thương đặc biệt nặng ở với gia đình thì được trợ cấp với mức là 3 triệu 582 ngàn đồng một tháng. Tiếp theo là về mức trợ cấp đối với thân nhân của thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 61% trở lên. Theo đó, cha đẻ, mẹ đẻ, vợ hoặc chồng đủ tuổi theo quy định tại khoản 2, điều 169 Bộ luật Lao động. Con chưa đủ 18 tuổi hoặc từ đủ 18 tuổi trở lên nếu còn tiếp tục đi học hoặc bị khuyết tật nạn, khuyết tật đặc biệt nạn của thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 61% trở lên từ trần thì được hưởng trợ cấp tốt hàng tháng với mức là 1 triệu 565 000 đồng. Còn trường hợp cha đẻ, mẹ đẻ sống cô đơn, vợ hay chồng đủ tuổi theo quy định tại khoản 2 điều 169 bộ luật lao động, sống cô đơn, con bồ côi cả cha mẹ chưa đủ 18 tuổi, hay từ đủ 18 tuổi trở lên nếu còn tiếp tục đi học hoặc bị khuyết tật nạn, khuyết tật đặc biệt nạn của thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B, có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 61% trở lên từ trần, thì được hưởng thêm trợ cấp túc nuôi dưỡng hàng tháng với mức là 2.231.000 đồng một tháng. Thứ bảy làm về mức trợ cấp đối với bệnh binh và thân nhân của bệnh binh. Đầu tiên, đối với bệnh binh, trường hợp bệnh binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 41% đến 50% sẽ được trợ cấp hàng tháng với mức là 2.911.000 đồng. Nếu có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 51% đến 60% thì được trợ cấp với mức là 3.627.000 đồng một tháng. Trường hợp có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 61% đến 70% thì được trợ cấp hàng tháng với mức là 4.622.000 đồng. Còn nếu có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 71% đến 80% thì được trợ cấp với mức là 5.329.000 đồng một tháng. Trường hợp bệnh binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 81% đến 90% thì được trợ cấp với mức là 6.378.000 đồng một tháng. Còn nếu như mà có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 91% đến 100%, thì được trợ cấp với mức là 7.104.000 đồng một tháng. Ngoài ra, bệnh binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 81% trở lên, còn được hưởng phụ cấp hàng tháng với mức là 1.399.000 đồng một tháng. Bệnh binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 81% trở lên nếu có bệnh tật đặc biệt nặng, thì được phụ cấp với mức là 2 triệu 789 ngàn đồng một tháng. Bên cạnh đó, người phục vụ bệnh binh ở với gia đình có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 81% trở lên sẽ được trợ cấp hàng tháng với mức là 2 triệu 789 ngàn đồng một tháng. Còn người phục vụ bệnh binh ở với gia đình có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 81% trở lên có bệnh tật đặc biệt nặng thì được trợ cấp với mức là 3 triệu 582 ngàn đồng một tháng về mức trợ cấp đối với thân nhân của bệnh binh trường hợp cha đẻ mẹ đẻ vợ hoặc chồng đủ tuổi theo quy định tại khoản 2 điều 169 bộ luật lao động con chưa đủ 18 tuổi hay từ đủ 18 tuổi trở lên nếu còn tiếp tục đi học hoặc bị khuyết tật nặng khuyết tật đặc biệt nặng của bệnh binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 61% trở lên từ trần thì được hưởng trợ cấp tốt hàng tháng với mức là 1 triệu 565 000 đồng. Còn trường hợp cha đẻ, mẹ đẻ sống cô đơn, vợ hoặc chồng đủ tuổi theo quy định tại khoản 2 điều 169 Bộ luật Lao động sống cô đơn, con bồ côi cả cha mẹ chưa đủ 18 tuổi hay từ đủ 18 tuổi trở lên nếu còn tiếp tục đi học hoặc bị khí tật nặng, khuyết tật đặc biệt nặng của bệnh binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 61% trở lên từ trần thì được hưởng thêm trợ cấp túc nuôi dưỡng hàng tháng với mức là 2.231.000 đồng một tháng. Thứ 8 là về mức trợ cấp đối với người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học và thân nhân. Đầu tiên, người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 21% đến 40% sẽ được trợ cấp hàng tháng với mức là 2 triệu 120 000 đồng một tháng. Nếu có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 41% đến 60% thì được trợ cấp với mức là 3 triệu 542 000 đồng một tháng. Còn trường hợp có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 61% đến 80%, thì sẽ được trợ cấp với mức là 4 triệu 964 000 đồng một tháng. Trường hợp người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 81% trở lên sẽ được trợ cấp với mức là 6 triệu 359 000 đồng một tháng. Ngoài ra, người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 81% trở lên còn được hưởng phụ cấp hàng tháng với mức là 1 triệu 399 000 đồng một tháng. Trường hợp người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 81% trở lên có bệnh tật đặc biệt nặng thì được hưởng phụ cấp hàng tháng với mức là 2 triệu 789.000 đồng một tháng thay vì 1 triệu 399.000 đồng một tháng như trường hợp nêu trên. Bên cạnh đó, người phục vụ người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 81% trở lên sống ở gia đình sẽ được trợ cấp với mức là 2 triệu 789.000 đồng một tháng. Tiếp theo là về mức trợ cấp đối với thân nhân của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học. Theo đó, cha đẻ, mẹ đẻ, vợ hoặc chồng đủ tuổi theo quy định tại khoản 2, điều 169 bộ luật lao động, con chưa đủ 18 tuổi hoặc từ đủ 18 tuổi trở lên nếu còn tiếp tục đi học hoặc bị khuyết tật nạn, khuyết tật đặc biệt nạn của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 61% trở lên từ trần được hưởng trợ cấp tốt hàng tháng với mức là 1 triệu 565 000 đồng một tháng. Trường hợp cha đẻ mẹ đẻ sống cô đơn, vợ hoặc chồng đủ tuổi theo quy định tại khoản 2 điều 169 bộ luật lao động sống cô đơn, con bồ côi cả cha mẹ chưa đủ 18 tuổi, hay từ đủ 18 tuổi trở lên nếu còn tiếp tục đi học, hoặc bị khuyết tật nạn, khuyết tật đặc biệt nạn của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 61% trở lên từ trần thì được hưởng thêm trợ cấp tốt nuôi dưỡng hàng tháng với mức là 2 triệu 231 ngàn đồng một tháng. Trường hợp con đẻ còn sống của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 61% đến 80% sẽ được trợ cấp hàng tháng với mức là 1 triệu 673 000 đồng một tháng. Trường hợp con đẻ còn sống của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 81% trở lên thì được trợ cấp với mức là 2 triệu 789 000 đồng một tháng. Thứ 9, người hoạt động cách mạng kháng chiến bảo vệ tổ quốc làm nhiệm vụ quốc tế bị đập bắt tù đầy sẽ được trợ cấp hàng tháng với mức là 1 triệu 673 000 đồng một tháng. Thứ 10 là về mức trợ cấp đối với người có công giúp đỡ các bạn. Theo đó người được tặng hoặc người trong gia đình được tặng kỷ niệm chương tổ quốc kỳ công hoặc bạn có công với nước trước cách mạng tháng 8 năm 1945 sẽ được trợ cấp hàng tháng với mức là 2 triệu 789 000 đồng một tháng. Người được tặng hoặc người trong gia đình được tặng huân chương kháng chiến sẽ được hưởng trợ cấp hàng tháng với mức là 1 triệu 639 000 đồng một tháng. Trường hợp người được tặng hoặc người trong gia đình được tặng kỷ niệm chương, tổ quốc kỳ công hoặc bằng có công với nước trước cái mạng tháng 8 năm 1945, người được tặng hoặc người trong gia đình được tặng huân chương kháng chiến sống cô đơn thì được hưởng thêm trợ cấp tốt nuôi dưỡng hàng tháng với mức là 2 triệu 231 ngàn đồng một tháng. 11 là về mức trợ cấp ưu đãi hàng tháng khi theo học tại các cơ sở giáo dục phổ thông, dân tộc nội trú, giáo dục nghề nghiệp, giáo dục đại học. Theo đó, anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, anh hùng lao động trong thời kỳ kháng chiến, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B, con của người hoạt động cách mạng trước ngày 1 tháng 1 năm 1945, con của người hoạt động cách mạng từ ngày 1 tháng 1 năm 1945 đến ngày khởi nghĩa tháng 8 năm 1945, thân nhân liệt sĩ, con của anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, anh hùng lao động trong thời kỳ kháng chiến. Con của thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh lợi B. Con của bệnh binh, con của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 61% trở lên, sẽ được nhận trợ cấp hàng tháng với mức là 2 triệu 789 ngàn đồng một tháng. Còn con của thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh lợi B, có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 21% đến 60% con của bệnh binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 41% đến 60%. Con của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 24% đến 60% sẽ được trợ cấp hàng tháng với mức là 1 triệu 399 000 đồng một tháng.